Sáng nay ngày 27 tháng 9 tại Quỳnh Lưu, trời không mưa nữa nhưng nước lũ rút chậm. Các địa bàn vẫn bị ngập sâu như thị trấn Cầu Giát, các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, trong đó Quỳnh Hồng hiện là địa phương bị ngập nặng nhất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Hầu hết các xóm bị chia cắt, nước mênh mông bạc trắng. Theo báo cáo nhanh của địa phương, nước lũ lên cao, nguồn nước sạch dự trữ của người dân cạn kiệt, hệ thống nước máy không thể sử dụng. Do đó, xã Quỳnh Hồng đã chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ xuyên trưa tiếp ứng nước sạch và thực phẩm cho người dân. Các lực lượng cũng chia thành tổ để vận chuyển lương thực, đồ đạc của người dân đến nơi khô ráo an toàn. Hiện tại thì trong địa bàn xã Quỳnh Hồng thì hiện đang còn hai thôn Hồng Nguyên và Hồng Yên thì ngập sâu. Mức độ nước ngập thì rơi vào khoảng những chỗ cao thì còn 60 phân, còn chỗ thấp có thể đến 1m, 1m2. Sau khi nhận được thông tin của Ủy ban Nhân dân xã thì lực lượng thanh niên tình nguyện của đoàn xã Quỳnh Hồng tổ chức anh em vào ba tốp vào ba khu vực Hồng Nguyên Hồng với hai tổ trưởng khu vực Hồng Nguyên hỗ trợ các bà con vận chuyển tất cả lúa này, tivi, tủ lạnh, tất cả đồ điện lên những khu vực cao, còn với hỗ trợ với lực lượng quân sự công an đưa những người già neo đơn đi lên khu trú ẩn cao hơn. Hôm qua là lực lượng đoàn là cùng với tất cả các lực lượng là hỗ trợ đưa lương thực tiếp tế vào các những khu vực sâu không đi ra được khỏi những cái khu vực ngập sâu. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với chính quyền địa phương mang lương thực, nước uống hỗ trợ các gia đình ngập sâu và bị cô lập. Huyện còn phối hợp với đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng Nghệ An sử dụng cano, xuồng máy để di chuyển người dân ra khỏi vùng ngập lụt.